Người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với trọng trách mà Tổ quốc đã giao phó cho họ qua ba điều tâm niệm: Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Như chiếc ghe nhỏ đang cố gắng đẩy chiếc xà lan nặng nề đầy cát giữa dòng sông nước chảy cuộn, tìm cách tránh né những cụm lục bình trôi theo dòng nước lũ. Mà hầu như lúc nào những cụm lục bình trôi không định hướng ấy cũng muốn bám chặt vào cánh quạt mái chân vịt của chiếc ghe đó. Thế rồi dòng đời trôi qua, trong mọi bối cảnh, bất chấp gian nan, sự khổ cực, sự ngược đãi và bất công mà anh phải trải qua hàng ngày, người chiến sĩ quân lực miền Nam đó vẫn kiên trì chiến đấu. Bởi anh chỉ có biết thực thi những điều nhắn nhủ mà vị Tổng Tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nói với anh và các đồng đội: hãy kiên trì chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, chống lại cuộc xâm lăng trắng trợn của bè lũ Cộng sản. Người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó có thể là người lính sư đoàn 21 bộ binh đã vây thay trên những tuyến đầu của quốc lộ 13 để mở đường cho cuộc phản công giải tỏa các đồng đội họ trong chiến trường An Lộc. Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh cụ biệt kích quân được đồng hóa ra phục vụ trong tiểu đoàn 92 biệt động quân biên phòng, mà dưới sự đàn áp tấn công liên tục của cộng quân thuộc trung đoàn 274 Bắc Việt, anh đã kiên trì giữ vững trại tổng Lê Chân đến hơi thở cuối cùng. Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh lính thuộc trung đoàn 43 sư đoàn 18 bộ binh, mặc dù bị tràn ngập và áp đảo dưới hỏa lực dữ dội của cộng quân thuộc công trường 6 và sư đoàn 341 Bắc Việt, anh đã làm tròn nhiệm vụ mà Hằng Minh đã trông đợi nơi anh, ngăn trở và làm chậm lại những tốn quân tiền phương của cộng quân Bắc Việt, mua thêm thời gian cho sự bố trí chiến đấu của sư đoàn 18 bộ binh và các đơn vị bạn trong cuộc phòng thủ tuyến thép Long Khánh. Và người chiến hữu đó cũng có thể là lính địa phương quân còn lại của chiến khu Định Quán, mặc dù đơn vị anh đã tan trả đêm 16 tháng 3 năm 1975. Anh và một vài đồng đội của anh đang hái tình nguyện giúp đỡ chi đội thiết giáp M113 võ trang và tái thiết bị để chống chọi với chiến xa T-54 của địch tại tuyến thép tiểu đoàn 2, chiến đoàn 52 bộ binh. Để rồi ngày 12 tháng 4 năm 1975, anh lại cùng toán quân đặc nhiệm của trung đoàn 43 phục kích và tạo thành cộng quân trong thị xã Xuân Lộc. Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh chị cán bộ xây dựng nông thôn thuộc tiểu khu Long Khánh đã can đảm kiên trì trong gian nan, hy sinh thân mình cùng với các anh lính của chiến hữu Vương Mộng Long giữ vững phòng tuyến tại khách sạn Long Khánh cũ trong đợt tấn công ào ạt lần thứ hai của cộng quân vào 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 1975. Người chiến hữu đó cũng có thể là anh lính thuộc tiểu đoàn 82 biệt động quân biên phòng đã gian nan chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Anh đã can đảm từ chối không nhận chi tản bằng trực thăng chi nóc CH-47 mặc dù anh đang bị thương nặng, bởi vì anh cảm thấy rằng anh đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Và hơn nữa, cái chỗ của anh trên chiếc trực thăng ấy có thể chỉnh di tản thêm một người dân vô tội. Và người chiến hữu đó có thể là lính pháo binh thuộc tiểu đoàn 3 pháo binh dù, mặc dù cộng quân đang trên đồi xung phong xuống tại gần quân trường Lộc Giao cũ, và mặc dù anh đang bị thương ở mặt máu me đầy người, anh vẫn can đảm và bình tĩnh hủy diệt ngòi cơ bẩm của khẩu 105 ly do anh trọng trách, bởi vì anh đã được huấn luyện như vậy. Và người chiến hữu đó cũng có thể là anh lính vì tuân lệnh của vị tân Tổng Tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng ống mà đã theo anh chiến đấu nhiều năm trong khói lửa chiến tranh, chán trường dìu dắt đồng đội bị thương của anh từ cầu Tân Cảng theo ngã ba Hàng Xanh qua ngã tư Bình Hòa, ngã ba Cây Thị, chợ Cò Vóc đến ngã năm Chuồng Chó, mệt mỏi và kiệt sức quẹo trái xuống Tổng Y viện Cộng Hòa với hy vọng được điều trị vết thương một cách nhân đạo. Để rồi đã bị xua đuổi đi một cách vô nhân đạo bởi những kẻ chiến thắng mà đối với họ chỉ có bác và đảng là trên hết. Và rồi người chiến hữu đó cũng có thể là lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày đó trên quê hương thứ hai này, can đảm mặc kệ những sự bất công, ngược đãi và dèm pha như những cụm lục bình vô định hướng trong dòng sông nước chảy cuộn, đang cố gắng chiến đấu với những kẻ chiến thắng vô thần đó, tranh giành sự tự do thật sự,
tìm mọi cách hữu hiệu xoa dịu vết thương lòng và vết thương thân thể của những đồng đội đã kém may mắn hơn anh, còn kẹt lại trên quê hương yêu dấu Việt Nam.